ah Tọa đại đức tăng ni à, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu hiện diện tại tịnh thất Quan âm và khu chuyên tu à, cũng như đang online trực tiếp à, trên à, trang web vô lượng thọ usa.com à, hôm nay à, à, tại Việt Nam là tối ngày 18 tháng 7. Năm ất uh, mùi Và hiện tại uh, đầy đủ nhân duyên uh, Giác nhàng uh, ở tại Mỹ Và đến uh, tiểu bang uh, Hawaii và đảo uh, Maui uh, Đang uh, phát trực tiếp qua Skype Và quý vị uh, được nghe tiếng nói của giác nhàng À, thông qua trang web vô lượng thọ USA và trên toàn thế giới đang nhìn thấy đại chúng chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni à, quý vị uh, cho đại chúng tăng ni và quý Phật tử tại tỉnh thất Quan Âm một tràng pháo tay thật lớn thật dài. <laughs> Vì uh, hôm nay uh, với uh, nhân duyên lành uh, pháp hội vô Lan thắng hội À, đã à, được chư tôn đức tăng ni tại tỉnh Thất Quan âm à, tổ chức à, với với sự à, hướng dẫn của giác nhàn à, đêm hôm nay à, thay vì à, quý vị được à, chiêm ngưỡng dung nhan thấy mặt của giác nhàn Tuy nhiên tại cái phòng quay ở Hawaii chưa có thiết đặt xong bằng Phật họ mới mang đến chưa có chuẩn bị xong cái pháp tòa Cho nên quý vị chưa nhìn thấy được trực tiếp gián nhàng Tuy nhiên hôm nay trên toàn thế giới đang nhìn thấy Thương Tòa Thiện Kim Quý Thầy nhận quy, nhận lợi, nhận từ À, vân vân một số mọi người và các nhà ngồi ở bên Mỹ nhìn về Thấy à, rất là cảm xúc, rất là hoan hỷ, trong lòng vui lắm à, Vui mừng bởi vì à, à, một sự nghiệp đi Hoàng Pháp ở phương xa, ở hải ngoại à, Mà sự nghiệp ở tại Việt Nam vẫn à, trôi chảy, sinh hoạt tốt vào những ngày lễ lớn À, sự nghiệp lớn nhất đời người à, của mười phương chư Phật nói chung cũng như Đức Phật thích ca mâu ni ra đời và có lão an sư thượng tịnh hạ không à, và giác nhàn nói bước theo sự nghiệp của ngài đó là một sự nghiệp duy nhất là giáo dục à, chỉ có một sự nghiệp à, giáo dục là sự nghiệp tối thiện viên mãn nhất và giáo dục để cho nhân loại Bỏ ác làm lành phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Hay nói khác hơn Đó là để cho chúng sanh liễu sanh thoát tử Một đời này vãng sanh tây phương cực lạc Đây là một sự giáo dục rút ráo Viên mãn nhất à, Trong 49 năm thiết pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Ni à, Hôm nay à, à, Dân nhà à, Vô cùng hoan hỷ à, Tán tháng à, công đức Của Chư Tôn Đức Tăng Ni Và Toàn thể uh, ban tổ chức ban điều hành tại tỉnh thất quan âm đã khéo léo uh, trang uh, hoàng uh, bông hoa rồi sắp xếp một cái chánh điện thiệt là trang nghiêm viên mãn giác nhàn ngồi tại đây nhìn về trong lòng cứ cảm động vô vàng uh, đáng lẽ hôm nay giác nhàn có mặt ngồi trên pháp tòa À, tuy nhiên nếu ngồi trên pháp tòa thì chỉ có một mình giác nhàn ngồi tại à, tỉnh thất quang âm vì đường truyền internet và cái thông tin đó để phát sóng trực tiếp trên toàn cầu nó không có đủ phương tiện như ở bên mỹ vì vậy khi đi sang hải ngoại là một bước đột phá bước theo cái à, hướng đi của lão an sư thượng tịnh hạ không à, đó là phát triển đạo tràng trên không chung hôm nay cái pháp hội chúng ta không những chỉ có ngồi một góc trời nhỏ bé ở tại chân núi vôi thôn trung hiệp xã hiệp an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng việt nam mà hiện tại bây giờ với một cái thông tin truyền thông hiện đại đạo tràng trên không chung toàn thể quý vị mà giác nhà ngồi nhìn trực tiếp ở trong uh, hệ thống uh, truyền thông internet và không những một mình giác nhà ngồi đây mà khắp trên toàn thế giới nước Việt Nam Và trên toàn thế giới đã nhìn thấy được đạo tràng của mình Và một đạo tràng pháp hội về dự lễ Vu Lan Thắng Hội Thật là trang nghiêm thanh tịnh sau một thời kinh 48 lời nguyện và à, niệm Phật à, Trong lòng vô cùng hăng hỷ vô vàng Và tối hôm nay giác nhàng sẽ có một tiếng rưỡi đồng hồ từ 7 rưỡi tối giờ Việt Nam à, cho đến 9 giờ tối và sáng ngày mai quý vị sẽ tụng à, một bộ kinh vô lượng thọ cũng ngồi trên ghế này và sẽ xem cái diễn trình Vu Lan không có giác nhàng ở nhà nhưng quý thầy à, thiết đặt một cái à, diễn trình lễ Vu Lan rất là đặc thù. À, hôm nay à, trời à, Đà Lạt mưa phùng tự nhiên trong lòng sao nhớ đến tỉnh thất vô vàng. Cầm mà nước mắt không đặn Bởi vì à, Bao nhiêu năm kỷ niệm Những à, quý thầy Quý chú Quý sư cô, Phật tử Tạo cho giác nhàn Một sự thân thương Quý kính vô vàng Tuy nhiên hôm nay Vì sự nghiệp hoàng pháp Mà Phải rời xa quê hương Xa những à, chư tôn đức tăng ni và quý uh, chú uh, quý Phật tử thân thương trong nhiều năm tổ chức lễ ví quan âm phóng sanh uh, nhất là thường tọa Thiền Kim đã tổ chức uh, cho dân nhàn nhiều lần lễ phóng sanh những lễ lớn uh, thường tọa đều uh, hiện diện có mặt trên tỉnh thất quan âm uh, những kỷ niệm này sâu lắng trong lòng dân nhạc à, sống về kỷ niệm nhiều lắm sống về kỷ niệm nghĩa rằng là trong thâm tâm á, nhớ lại à, những kỷ niệm mà đã trôi qua và những đó là những kỷ niệm đẹp để nó tô đậm những cái hạt giống thánh thiện và những hạt giống tịnh nghiệp để mình đồng dự ở liên trì hải hội hôm nay nhìn phật tử rất là đông khi trời đà lạt mưa lạnh lẽo mà quý vị vẫn ngồi bên ngoài tụng hết thời kinh và lắng nghe giác nhàn chia sẻ từ một đất nước hoa kỳ cách nửa dòng trái đất được truyền âm thanh trực tiếp tuy rằng không thấy hình giác nhàn nhưng quý vị được nghe tiếng của giác nhàn trực tiếp à, hiện tại bây giờ là ở bên à, Hawaii là 2 giờ 39 phút sáng giờ khuya vì à, khi qua bên này thì nó trái cái múi giờ cho nên à, đêm hôm vừa rồi đây đó à, sáng tinh sương thì à, mong đến giờ để thức dậy nói chuyện à, tiếp chuyện cùng tư chư Tôn đức tăng ni và chia sẻ cùng quý phật tử về những nỗi niềm xa xứ. À, thưa quý vị à, khuya mới có 11 một giờ mấy thức dậy thấp thỏm chờ đợi rồi nằm xuống một giấc nữa cho đến một giờ khuya thức dậy mãi đến bây giờ được nhìn thấy hình ảnh của quý phật tử à, rất là đông hai chánh điện đầy nghẹt tràn ra ngoài tam thánh dân nhàn không hiểu vì sao khi dân nhàn ra đi hơn một năm trời mà quý thầy quý tiêu Tôn đức tăng ni và quý phật tử vẫn không bỏ tình thất quan âm đây là một cái kết duyên bồ đề quyến thuộc hay gọi là một cái pháp duyên rất là thù thắng về hy hữu Không ngờ vì sao những người à, Tri kỹ là quý thầy Mà những lúc phóng sanh ít khi vắng mặt Và quý thầy, quý chú, quý Phật tử à, Đã kết duyên bồ đề quyến thuộc Và cái pháp duyên này quá sâu dày Dân nhàng tưởng khi mình đi sang hải ngoại Thì quý thầy, quý chú, quý sư cô, quý Phật tử À, gọi rằng là rắn mắt đầu cũng sẽ bỏ ra đi hết nhưng mà không hiểu vì sao quý thầy quý chú vẫn à, hòa mục với nhau lục hòa kính à, và sống một tinh thần rất là an vui vững chãi và nhất là những ngày lễ à, vu lan phật đản vân vân à, quý vị tụ hội về như đêm hôm nay trong lòng mà vô cùng cảm phục, vô cùng quý kính cái Pháp Duyên mà từ năm 2007 Giác nhàn đã tạo ra cho đến 2015. Đó là một cái đoạn đường Pháp Duyên ở tại đất nước Việt Nam. Sau đó rồi thì nhân duyên mà Giác nhàn có dúng một chút xíu với Hòa Thượng Ân Sư Thượng Thịnh Hạ không? là ngài đi sang hải ngoại đến Vancouver, San Jose. Khi đến Canada thì ngài đến Vancouver và khi đến Hoa Kỳ thì ngài đến San Jose, miền Bắc Cali Hoa Kỳ. Thì tự nhiên dân nhàng thấy cái pháp duyên đầu tiên mình đến hải ngoại cũng đến San Jose, miền Bắc Cali Hoa Kỳ mở pháp hội bên đó. À, quý phật tử ở tại việt nam thầy biết rất là trông chờ mong mỏi à, có những giây phút gặp lại thầy giác nhàn bằng xương bằng thịt ai ở trong này mong mỏi gặp giác nhàn lại bằng xương bằng thịt ra tay cho biết ạ à. À, chắc là quý thầy quý sư cô quý à, phật tử ai cũng mong mỏi để gặp lại giác nhàn phải không ạ à? à, Giác Nhàn tạo cái cơ hội để cho quý Phật tử gặp lại đó Và dạ, cảm ơn quý vị đã giơ tay rất cao, rất đông à, Giác Nhàn vô cùng hoan hỷ, cảm niệm công đức quý vị à, Nhàn tạo cái phương tiện cho quý vị gặp là năm nay Mùng 3 đến mùng 9 tháng 11 Tây Lịch đó, Đến Hồng Kông để gặp Tuy nhiên số lượng người đăng ký cũng chưa đông lắm Mới có năm mươi mấy sáu chục người nếu ai ở trong này sắp xếp được Chư tôn đức tăng ni đó hoặc giả là quý phật tử sắp xếp được thì gặp thầy nhuận lạc tiếp tục đăng ký để mình gặp nhau ở bên hồng kông nếu có thể hòa thượng tịnh không xuống thay thị hai tiếng thì mình gặp được giác nhàn có mờ có có nói ban tổ chức ở bên hồng kông có viết thư đảnh lễ cung thỉnh hòa thượng tịnh không tôi biết, chưa biết cái duyên này ra sao à, và nếu ai mà không có tiền đi á thì à, cứ việc đăng ký đi đi rồi chừng à, thầy dân nhàn trúng à, số rồi à, trả cho quý vị <laughs> à, thì, à, nói cho vui khôi hài chút xíu Cho biết khi nào thầy dân nhàn trúng số đừng có bày chút nữa đi lên đăng ký hết rồi nói tôi đi mà tôi không có tiền chừng thầy dân nhàn trúng số rồi à, À, thầy trả cho tôi, nói kiểu này thầy kẹt lắm á nha Nói kiểu này chắc là thầy kẹt dữ lắm á nha <laughs> à, Nếu mà mình tâm nguyện tha thiết gặp Hòa Thượng Tịnh Không Nếu mà đủ nhân duyên á Và tâm mình cảm được Thì có người mang tiền và cứ phước báu nó sanh ra à, Cũng như những người mà đi sang hồng kông và ấn độ sang năm á, vừa lên tiếng cái thì à, họ đủ phước báo nhân viên đăng ký đủ số người một trăm hai mươi mấy người rồi bây giờ khóa sổ rồi nhưng hồng kông thì à, số người vẫn đăng ký ít cho nên hôm nay à, ai muốn gặp thầy giác nhàn thì à, cố gắng sắp xếp hình như là ban tổ chức lấy khoảng hai mươi một triệu á. À, bây giờ vẫn còn trống chỗ nhiều lắm cái công ty này họ lấy cũng rẻ đợt trước cũng hơi mắc công ty khác hơi mắc vì vậy à, nếu ai đi được gặp giác nhàn trong năm nay đó thì quý vị à, có thể sắp xếp thời gian và tiền bạc để mình à, sang giác nhàn cũng rất nhớ quý vị vì cái chương trình Hoàng pháp năm nay cái lịch nó kính dày đặc hết trơn à, hôm nay một lần nữa à, rất là tùy hỷ công đức vô vàng cung kính à, quý thượng tọa à, chư tôn đức tăng ni có mặt trong đêm hôm nay Tuy rằng không nhìn thấy hình ảnh của giác nhàng, à, tuy nhiên à, nhìn thấy được đại chúng và trên toàn thế giới đang online trực tiếp thấy đại chúng. À, đó là một điều mà giác nhàng à, vô cùng hoan hỷ à, vì à, nhiều lúc thấy giác nhàng nhưng mà không thấy được đại chúng. À, vì à, cái à, truyền hình nó chỉ nhìn được à, một hướng là thấy giác nhàn hoặc thấy đại chúng hôm nay trên toàn thế giới thấy đại chúng ở tỉnh thất quan âm vẫn sinh hoạt bình thường và chư tôn đức tăng ni vẫn về tham dự lễ vu lan và quý phật tử số lượng nghe nói báo rất là đông về để dự vu lan chắc trên toàn thế giới cũng như nước Việt Nam quý thầy chư tôn đức tăng ni hòa thượng thượng tọa nhìn vào cái hình ảnh này mọi người chắc vô cùng tùy hỷ một cái pháp hội trên núi đường xá xa xôi ngàn trùng à, khó khăn đi lại mà quý vị vẫn về để tham dự đêm hôm nay và ngủ à, dưới đất và dân nhàn nhớ là khi à, trời à, đà lạt vào tháng 7 và mưa à, vào mùa mưa rất là lớn à, di chuyển đi tới lui rất là khó khăn nhưng hôm nay quý vị ngồi trong một cái mái ấm của tỉnh Thất Quan Âm Được nghe giác nhàng chia sẻ về nỗi niềm xa xứ khi đi hoàn pháp ở hải ngoại Và cái mục tiêu đi hoàn pháp ở hải ngoại Giác nhàng đã y giáo phụng hành với cái hướng đi và lối hoàn pháp của Lão Ân Sư Thượng Tịnh Hạ Không Là mở đạo tràng trên không trung vì à, nhân duyên mở đạo tràng trên không chung cho nên à, hôm nay à, đầy đủ nhân duyên. à, giác nhàn đã thiết đặt một cái à, hệ thống phát trực tiếp tỉnh thất quan âm một ngày bốn thời khóa tu và buổi sáng à, bắt đầu vào thứ hai sáng hôm ngày mai thì không có à, ba chú trong đó có bốn thầy làm cái chúng hoàng pháp tại tỉnh Thất quan Âm và mỗi buổi sáng nói chuyện 45 phút. Trong 150 vị có thầy có chú nhưng lọc ra được 13 vị phát tâm. Để nói bước theo chân của Lão An Sư Thượng Tịnh Hạ Không và của Đại Đức Thích Giác Nhàn phát bồ đề tâm dõng mảnh để giảng chuyên đề về kinh vô lượng thọ phương pháp Trì niệm danh hiệu đức phật a di đà và trợ niệm vãng xanh à, và một số các vị à, có khả năng tuy nhiên ẩn mình để mà niệm phật vãng sanh giác nhàn cũng rất tỳ hủy à, hôm nay những người có mặt ở tại tỉnh thất quang âm đi về dự lễ à, và nhất là đoàn của phật tử chùa kim âu hôm qua có một vị trưởng à, tràng À, phát biểu giác nhàn rất là cảm động à, trong cái lúc à, à, liệm một à, cụ và cụ này nằm 3 năm à, gia đình à, không biết có lên chăm sóc hay không mà phần chính ở tại tỉnh thất chăm sóc lo lắng từng miếng ăn và bệnh tai biến nằm 3 năm khi à, cụ ông à, thường trụ ra đi đủ nhân viên với giác nhàn Giác nhàn à, gọi điện về khai thị và à, có một chú à, dắt à, 50 vị Phật tử ở Hà Nội vào. À, quý vị cho các Phật tử ở Hà Nội một tràng pháo tay. Và à, có một số quý Phật tử ở Sài Gòn, ở Vũng Tàu, vân vân. À, tất cả các tỉnh thành cũng có nước ngoài tập trung về, quý vị cũng cho họ một tràng pháo tay. Và thưa quý vị à, cái mục tiêu mà giác nhàn đi sang hải ngoại mà đến cái à, thành phố San Jose là cái thành phố đầu tiên hòa thượng Tịnh Không đến và thành phố này là một cái thung lũng hoa vàng à, bước đầu đến thì à, lạ nước à, lạ tiếng tâm và sự sinh hoạt nó không giống như Việt Nam nhất là số lượng Phật tử không có đông ở tuy nhiên giác nhàn vẫn nhắm đến cái hướng mà mở đạo tràng trên không chung hôm nay được một cái nhân viên là mở đạo tràng trên không chung và lại phật sắp xếp gia hộ không có tốn tiền không có tốn tiền nghĩ rằng là cái hệ thống youtube cái server nó rất là khủng khiếp trên toàn cầu nương nên cái hệ thống youtube và đặc biệt lấy cái skype nó có sẵn gọi về và đang nói chuyện trên skype và viber nó đã có sẵn và chính Viber là một cái phương tiện truyền thông để giác nhàn hộ niệm cho Sư Cô Liên Phương qua một cái chiếc điện thoại rất là nhỏ nhắn. À, để có một cái biểu pháp là tất cả mọi người không có laptop, vẫn xài điện thoại Viber. Và hiện tại bây giờ giác nhàng biết, giác nhàn đã thông báo à, mỗi buổi tối có nói chuyện thì trên toàn thế giới, nhất là nước Việt Nam và ban đêm, á, họ vào họ nghe. Cho nên hôm nay các thầy, các chú hưởng một cái di sản à, rất là kỳ vĩ, đó là các thầy, à, các chú... Trong ban giảng pháp á, Mỗi buổi sáng không những mình giảng Cho à, vài trăm người Ở tại tinh thất quan âm Mà nó online trực tiếp Trên à, hệ thống à, youtube Xuyên qua trang web của lượng thoại ua.com Phổ biến trên toàn cầu Và hầu như giác nhà ngồi ở đâu Trên toàn thế giới cũng đều nghe được cả Và đang à, từ từ Thiết đặt cái hệ thống Mà giác nhàng sẽ ngồi bất cứ chỗ nào à, Cũng à, Nghe giảng tiếng trực tiếp và có những điểm sẽ thấy hình à, cũng như tại nơi Hawaii đảo Maui này đó đang thiết đặt sáng hôm nay một cái bàn phật rất là trang nghiêm và thiết đặt cái hệ thống mà truyền trực tiếp thấy hình và sẽ có vài nơi nữa là thấy hình còn à, mỗi buổi tối thì quý vị chỉ nghe tiếng dầu dân nhà ngồi bất cứ ở đâu cái trạm nghe tiếng thì nó dễ hơn còn cái trạm mà thấy hình đó, nó sẽ nhiều cái dụng cụ hơn. Cho nên hôm nay quý vị ngồi đây mà nhìn lên màn hình thấy được đạo tràng trên không trung toàn thế giới qua trang web vô lượng thọ usa.com và vô lượng thọ.vn đó. Mà trên toàn thế giới biết được là giác nhàng phải trải trường qua hơn một năm trời ngồi để nghiên cứu sắp xếp một cái gì mà phương tiện đơn giản, dễ dàng, rẻ tiền nhất, hầu như là không tốn tiền nhiều đây là một cái đạo tràng trên không chung đáng lẽ một tháng mình phải tốn rất nhiều tiền tuy nhiên hôm nay mình không tốn tiền nhiều là do cái hệ thống youtube hệ thống server và những cái phương tiện người ta tạo sẵn ra cho mình hôm nay mình rắp ráp lại thôi mà cái đầu mình mà để rắp ráp lại những cái mảng mà từ skype có hình có tiếng rồi những lúc có hình rồi youtube đưa lên trang web là cả một cái sự tính toán sắp xếp từng chút từng chút và đặc biệt nữa là chắc 2-3 ngày nữa Quý vị lên trang web vô lượng thọ.vn Là quý vị sẽ kéo xuống một cái app Của cái laptop mà mát á Trang trí cái app này rất là đẹp Và một cái app Của cái window, window Tức là cái vi tính bình thường Thông dụng á Mình cũng kéo cái app xuống luôn Và thêm một cái app Của cái iphone á, Của ipad và cái app của điện thoại Samsung, LG, Sony vân vân, cái app này chỉ còn hai ngày nữa là kỹ sư thông qua tất cả những cái hệ thống của Apple vân vân, thì quý vị sẽ thấy được một cái chương trình rất là kỳ vĩ của cái app này. khi cái app này vừa viết xong là trong lòng cảm động rơi nước mắt, bởi vì đây là một đạo tràng trên không trung chính thức. Được phổ biến trên toàn cầu qua mạng lưới internet Mà mỗi ngày quý vị vào để cộng tu Và mỗi lúc quý vị vào để hộ niệm Tương lai về sau quý thầy và quý chú Sẽ được à, à, truyền bá Phật Pháp trên internet Nhất là mỗi thời công phu quý thầy và quý chú Xuất hiện ở trên tỉnh Thất Quang Âm Thì trên toàn thế giới họ được nhìn cái hình ảnh của đại chúng Là quý thầy và quý chú Phật tử đó Thì làm cho họ khởi một tính tâm À, khởi tính tâm nghĩa là họ thấy sao pháp hội của mình tu một ngày bốn thời không biết mệt mỏi và càng tu thì thân tâm an lạc pháp hỷ sung mãn và nhất là phòng hộ niệm xuyên suốt 24 trên 24 đây là một cái niềm vui vô cùng tận tuy nhiên giác nhàn khi nói chuyện trực tiếp về đó là một cái kết duyên cho cái pháp duyên của cái pháp hội mà cộng tu một ngày bốn thời Và cái pháp duyên của cái phòng hộ niệm Được à, tăng trưởng thêm lên thôi Chứ cái phần chính vẫn là Cái việc mà mở đạo tràng Trên không chung xuyên qua Cái pháp hội à, Vô lượng thọ cộng tu một ngày bốn thời à, Cho nên quý thầy quý chú Và Phật tử quan tâm Cái pháp hội này Và một cái pháp hội Mà dân nhàn để trong lòng đi đâu cũng giới thiệu Mở pháp hội ở đâu cũng giới thiệu Đó là cái pháp hội của họ niệm liên tục đăng tải trực tiếp mỗi ngày xuyên qua trang web vô lượng thọ usa.com và hôm nay có một cái app cái app này nó có công dụng là mình mở trên điện thoại mình không phải bấm vào nó tự chạy và kỹ sư đã ngày đêm thức khuya 12 giờ 1 giờ trong khi đó họ cũng vẫn không phải đi làm mà họ rất là vất vả để mà làm một cái app này và cái nhân duyên để mà hình thành một cái app này là một cái thông tin truyền thông của đạo tràng trên không chung này là một sự gia trì của phật rõ ràng chứ không có thì không cách nào làm được cho nên hôm nay mọi người biết đến mình nên kéo cái app này xuống qua một cái thông tin của điện thoại vô trang web vô lượng thoại vn kéo trực tiếp về à, với mục tiêu gián nhàn sang hải ngoại là muốn mở cái đạo tràng trên không chung vì phật tử ở bên hải ngoại thì ít hơn việt nam dữ lắm một cái lễ vía quan âm thì ngàn đến ngàn rưỡi trong khi đó ở Việt Nam Đại Tùng Lâm là 70-80 000 người à, tuy nhiên giác nhàn vẫn biết rằng số lượng người hiện hữu trong pháp hội ở tại à, Đại Tùng Lâm đông hơn nhưng mà nó có giới hạn vì cái môi trường ở dưới à, mặt bằng mà hòa thượng Tịnh Không nói là cơ sở hạ tầng á thì nó giới hạn dầu cho đạo tràng đông như ngày Lý Bỉnh Nam 500.000 người nhưng mà đến một cái mức nào đó nó cũng phải đầy nhưng cái đạo tràng trên không chung mà hiện tại bây giờ giác nhàn đang nói trực tiếp phổ biến qua cái uh, trang web vô lượng thọ usa com á trên toàn thế giới thì nó không giới hạn vì tất cả mọi người có internet có điện thoại internet là họ có thể đi vào họ nghe được liền vì họ đi vào họ nghe được liền và không giới hạn là nhà nhà người người và trên toàn thế giới họ nghe luôn đây là một cái cách đột phá mở đạo tràng trên không trung quá hay của lão ăn sư thường tịnh hạ không mà năm 2009 giác nhàn sang bên đó hòa thượng đã phát minh và mở trước cách đây cũng lâu khá lâu và hôm nay hòa thượng chỉ ngồi một chỗ thôi là hòa thượng giảng toàn thế giới thì hôm nay giác nhàn đang thiết đặt những cái trạm để ngồi một chỗ cũng như tại hà quay đó là một cái trạm mà phật tử đã phát bồ đề tâm cúng dường một căn nhà giống như là ở tại bình dương á. họ mở một cái niệm phật đường mà bình dương thì Giác nhàn xây dựng chung với gia đình họ một cái niệm phật đường rất là trang nghiêm nhưng gia đình họ vẫn đứng tên khi giác nhàn hết duyên đi hồng pháp chỗ khác thì họ vẫn không hụt hẳn vì họ không biết mình đứng tên rồi mình đi chỗ khác rồi mình có bảo về bảo hộ và lo lắng hay là mình cầm giấy tờ mình đi bán rồi là một cái niệm Phật đường ngoài Đà Nẵng của cô Thí và cô này hầu như tất cả những buổi tối giác nhàn giảng cô không vắng mặt, của có nhân duyên, Cô bỏ cũng rất nhiều tiền xây cái niệm Phật đường. Hôm trước cô cũng tha thiết mời à, các thầy ở trong tỉnh thất Quan Âm của xin giác nhàn nhưng giác nhàn thấy chưa được, bởi vì, vì các thầy còn phải lo cho Tịnh thất, của tha thiết dữ lắm. Và đến hôm nay thì đến Hawaii cũng có một cô Phật tử phát tâm cúng dường một cái căn nhà à, ở trên núi. Và nhìn xuống biển Và gió mát như Đà Lạt Và có gió biển Và giờ đây thì 3 giờ khuya Giác nhàng nhìn ra biển Thì thấy những chiếc thiền Lấp lánh ánh đèn đi đánh cá Và nhìn xuống sớm làng dưới đó Rất là yên tĩnh Và câu phát tâm cúng dường thì giác nhàng cũng không nhận Giống như cái niệm Phật Đường Bình Dương á, Để cho cổ giữ Gọi là sở hữu, mình chỉ đến sử dụng đó là một cái hướng đi Của Lão An Sư Thượng Tịnh hà Không Mình không dướng mắt gì cả Thì mình buông xả vạn duyên Thì mình mới vãng sanh Tây Phương cực lạc được Và cái kỷ niệm lớn nhất Trong đời của Giác nhàn Mồ hôi nước mắt và biến Cái bãi nương dâu Sình lầy một bãi sình tại khu chiên tu Thành một bức tranh tuyệt mỹ Và Giác nhàn cũng buông Để lại cho đại chúng hôm nay sử dụng À, nếu không niệm một câu Phật hiệu Thì không có một cái lập trình trong cái tâm mình Để mình buông được như vậy Hôm nay Giác Nhàn nói ra đây không phải khoe khoang khoác lát Là mình à, được cái phước báu mà mình không nhận Rồi mình nói để tăng cao bản ngã Không phải vậy mà nói ở đây tức là mình cảm ơn Đại Lão Ân Sư Thường Tịnh Hà Không à, Ngài đã à, cho Giác Nhàn một cái hướng đi Và nung đúc cho Giác Nhàn một con người là không trọng tài mà chỉ trọng đức vì trọng đức cho nên thức đêm khuya 11 giờ thấp thỏm cho đến một giờ thức dậy để ngồi đây nói từng câu Phật pháp bằng tất cả tấm lòng chân thật gieo một cái pháp duyên này đến toàn thể quý vị hiện diện có mặt tại tỉnh thất quan âm và đang trên toàn thế giới giác nhàn muốn tích lũy cái công đức này hơn là mình tích lũy cái tài sản của cải vật chất ở tại thế gian này đó là một cái à, hướng đi của lão an sư thượng tịnh hạ không đã cho giác nhàn một cái hướng đi này cho nên giác nhàn cảm ơn ân đức của lão an sư vô vàng vì ngài đã cho mình một hướng đi là không trụ trì không dính mắt không quản tài không quản tự không quản tăng và đến hôm nay giống như hòa thượng là đi qua đây chỉ có một căn nhà nhỏ ở thôi cũng không có xây chùa lập đạo tràng gì cả. Nếu về sau đủ nhân viên Thì mình lập một cái chỗ Nhỏ bé cho hai chục người Niệm Phật, niệm Phật đường Thượng phẩm, thượng sanh Giống như cái niệm Phật đường Ở bên Thu Bên Bà Ở bên Úc Châu Hòa Thượng cũng có cái niệm Phật đường Thượng phẩm, thượng sanh Khi đủ nhân viên Phật A Di Đà Gia hộ cho mình Thì mình làm rất là khỏe Đất đai có sẵn, tiền của có sẵn Không phải vận động quyên góp Đó là đủ duyên còn nếu mà mình phan duyên thì cái pháp duyên của mình sẽ không thù thắng Mọi người hỏi Hòa Thượng Tịnh Không Vì sao cái pháp duyên của Hòa Thượng thành tựu Thì Ngài nói tôi chỉ có một điều duy nhất Là đem cái pháp duyên của Phật A Di Đà Mà Đức Phật Thích Ca mâu Ni đã giới thiệu Trang rãi cho hoạn lội một cách không điều kiện Bố thí, cúng dường cái pháp duyên này Và tôi chỉ làm một việc này không làm việc khác cho nên pháp duyên của tôi nó mới thù thắng như thế. Nếu quý vị làm nhiều những cái nhân duyên trong Phật Pháp Chưa phải là Pháp duyên Vì quý vị phan duyên Cái chỗ này quan trọng nè Vì quý vị phan duyên mong cầu Khởi niệm phân biệt chấp trước Thì cái nhân duyên của thế sự Nó đến với quý vị Rất là nhỏ hẹp Và khi mình ra đi Mình phải dướng mắt vô nó Còn nếu mình buông xuống vạn duyên Chỉ mong một mực đời này đem cái pháp duyên đó là cái pháp môn tịnh độ kết duyên với vạn loại hữu tình dầu đó là loài súc sanh họ bị những chúng sanh đang ăn thịt khuyên một người bỏ ăn thịt chúng sinh ăn chay thì một chúng sanh bớt đau đớn vì bớt một con người không ăn thịt đồng loại vì vậy hôm nay đem cái pháp duyên này phổ biến cho toàn cầu qua mạng lưới internet mà hiện tại bây giờ dân nhàn à, nhìn về cái pháp hội của tỉnh thất quang âm trong lòng vô cùng hoan hỷ và toàn thế giới cũng đang nhìn về pháp hội tỉnh thất quang âm đây là một cái à, phát minh mới mẻ xuyên qua một cái đèn truyền internet và không thấy hình giác nhàn nữa chỉ thấy hình của đại chúng để cho toàn thế giới tùy hỷ công đức của đại chúng thì cả đại chúng công đức rất là thù thắng vì được mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của mình à, giác nhàng thì à, nhiều người chiêm ngưỡng dung nhan và xuất hiện trên màn ảnh nhiều quá hôm nay thiết lập cái hệ thống để cho toàn thế giới chiêm ngưỡng dung nhan quý chư tôn đức tăng ni và phật tử ha thưa quý vị không hiểu sao hôm sáng hôm nay trong lòng vô cùng quan hỷ và cái lời nói à, nó à, chắc chắn và đi vào định sâu và những lời nói à, nó có trọng lượng cao à, chúc mừng cho quý vị hôm nay à, có mặt trực tiếp tại tỉnh Thất Quan Âm và đang xem trực tiếp online à, qua vệ tinh vô lượng thọ à, ua com là một hệ thống vệ tinh à, được giác nhàng ôm ấp à, cái danh hiệu vô lượng thọ của đức Phật A Di Đà và đức phật a di đà không lấy uh, tất cả danh hiệu vô lượng quan vô lượng giác vô lượng công đức làm đề kinh mà lấy cái danh hiệu vô lượng thọ làm đề kinh cho nên giác nhàn đem cái pháp hội vô lượng thọ được phổ biến toàn cầu đó là cái danh hiệu của đức phật a di đà được phổ biến và khi vãng sanh tây phương cực lạc thọ mạng quan trọng nhất và ở trong cõi này cũng là thọ mạng quan trọng nhất và khi người ta nghĩ đến cái danh hiệu vô lượng thọ Một cái pháp hội vô lượng thọ Một trang web vô lượng thọ Tức thì họ nghĩ đến Đức Phật A-di-đà Thì thọ mạng họ kéo dài Đây là một cái lối phổ biến biểu pháp Của cái pháp duyên tịnh độ Mà đây là cái sự gia trì của Phật A-di-đà Có một lúc giác nhàn nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói Tất cả vô lượng Chỉ có vô lượng thọ là đại biểu cho vô lượng Giác nhàn kêu à Vậy thì bây giờ mình lấy cái pháp hội vô lượng thọ là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là đại biểu cho vô lượng. Thì mãi đến hôm nay đi sang hải ngoại thì lấy một cái trang web mới đó là vô lượng thọ USA tức là USA viết tắt của Hoa Kỳ đó làm một cái um, trang web và uh, phổ biến trên toàn cầu. Và trang web này uh, xin thưa là chưa có trên hệ thống của uh, tên miền của trang web và đây là trang web mà vô lượng thọ dưới ai đã chờ đợi giác nhàn khi đến sang hoa kỳ thiết lập một cái pháp hội này và tất cả các pháp hội mà ở tại bên hoa kỳ đó thì gần như cái pháp duyên rất là thù thắng mỗi lần mở pháp hội là điều hai ngày vì mỗi tiểu bang đó người ta đứng ra tổ chức rất là vất vả thứ hai nữa đó là mình thuê được cái hội trường đó, mà trang trí chỉ có một ngày một buổi thì nó uổng quá còn bên việt nam có chùa sẵn và cái phương tiện mình đến mình làm thì nó không có lâu và nhiều thời gian như bên hải ngoại à, cho nên à, mỗi lần tổ chức một cái pháp hội là hầu như là ba bốn cái đĩa luôn vì thời gian giảng nhiều và cộng tu nhiều à, cái pháp duyên mà sang hải ngoại đó thì mở pháp hội tuy rằng không đông người nhưng mà nhiều hơn việt nam việt nam thường thì chỉ có những chùa như thượng thọ Thiện kim một số như thượng thọ huệ thành À, trưởng ban trị sự tỉnh à, à, cà mau rồi một số các chùa thôi à, đếm khoảng năm à, bảy chùa bốn năm chùa à, và cái đại tùng lâm với tỉnh thất quang âm thôi nhưng khi sang bên này thì à, cho đến hai à, mươi mấy cái tiểu bang cả canada với mỹ và các nước trên thế giới thì dắt nhàng thấy cái phương trời để cho cái pháp hội vô lượng thọ là cái danh hiệu của đức phật a di đà phổ biến trên không trung và đi trên toàn thế giới cái pháp duyên này thấy nó thù thắng viên mãn và qua đây thì gặp rất rất nhiều phật tử đã phát bồ đề tâm bỏ tịnh tài bỏ tiền bỏ bạc mà số lượng cũng khá nhiều ở việt nam tổ chức những cái pháp hội như là ví quan âm thì giác ngàn thường bỏ khoảng mười mấy hai chục ngàn có khi hai mươi ngàn đô là năm trăm triệu á, lo toàn bộ pháp hội lễ ví quan âm À, tuy nhiên một thời gian gián nhàng vẫn biết là đại chúng à, không có sức khỏe và không có thể làm bền bỉ mình chỉ làm được 12 lần để đáp lại 12 lời nguyện của Bồ Tát Quan Âm và báo ơn à, hòa thượng Quảng Hiển đó là cái chùa Hộ Pháp không có ai đến và hòa thượng cất cũng ba năm mình đưa cái chúng của mình xuống đó là cái duyên cái pháp duyên với hòa thượng và cái pháp duyên với chùa Hộ Pháp và Đại Tùng Lâm đến đó thôi và cũng là cái pháp duyên à, À, thù thắng à, à, ở tại à, nhân trạch đồng nai của chùa pháp thường cũng à, rất là thù thắng à, hôm nay tiếp tục mở cái pháp duyên này đi theo cái hướng đi của hòa thượng tịnh không là đem cái đạo tràng trên không trung vô lượng thọ chính thức mà được một cái trang web mà à, giác nhàn đã rất là ưng ý à, lấy cái à, à, danh hiệu của đức phật a di đà đó là vô lượng thọ vì sao vô lượng thọ là đại biểu cho vô lượng vì nếu quý vị có vô lượng công đức vô lượng giác vô lượng quan vô lượng phước báu vô lượng tài năng vô lượng sức khỏe nhưng mà thọ mạng ngắn mình cũng không hưởng được các vô lượng đó nhưng hôm nay mình được vô lượng thọ mà chỉ có về tây phương cực lạc mới được vô lượng thọ bởi vì bên đó là do cái nguyện lực của đức phật a di đà và công đức phật lực gia trì cho nên thành ra cái tuổi thọ của mình nương theo cái nguyện lực của phật a di đà mà được còn nếu mình ở cõi này mà mình tu để mà đắc được vô lượng thọ thì mình không đủ thời gian. Thứ nhất, thứ hai nếu mà mình tu trải trường qua ba đại A Tăng kỳ kiếp để mình được vô lượng thọ như Đức Phật A Di Đà thì cái chuyện này khó làm, giống như là mò trăng đáy nước và rớt kim xuống biển thì mình không thể mò thấy được đâu khó vô cùng. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói mình muốn được vô lượng thọ như Đức Phật à, A Di Đà thì mình phải về Tây phương. Tuy nhiên mình chưa có được về Tây phương cực lạc thì tuổi thọ mình cũng kéo dài. Bởi vì trong danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có một cái bản nguyện siêu thắng bất khả tư nghi đó là vô lượng thọ. Ai niệm đến danh hiệu ngài thì thọ mạng ngài kéo dài. Cho nên hôm trước Hòa thượng Tịnh Không nói ngài Hải Hiền đó, vì sao 20 tuổi ngài đi xuất gia mà ngài sống được 112 tuổi? Vì Đức Phật A Di Đà cho ngài Hải Hiền thọ mạng vì sao cho Ngài Hải Hiền thọ mạng? Vì Ngài Hải Hiền niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật liên tục không gián đoạn Cho nên Ngài Hải Hiền được cái thọ mạng kéo dài Nhưng mà mình ở đây mình không bao giờ nghĩ đến cái chuyện thọ mạng Hoặc nghĩ nghĩ cũng chút xíu à Và có nhiều người không quan tâm khi bệnh hoạn và thọ mạng mình hết Bác sĩ nói còn khoảng 3 tháng nữa thì lúc đó mình mới cuốn lên thì lúc đó mình thời gian ngắn ngủi quá Mình không có kịp thời gian để mình tích lũy Cái công đức vô lượng thọ Là thọ mạng để kéo dài Trong danh hiệu Phật A Di Đà Dẫu cho danh hiệu Đức Phật A Di Đà Là công đức siêu thắng Bất khả tư nghì Vô tác diệu lực không thể nghĩ bàn Nhưng mình phải có thời gian Để tích lũy cho không phải một sớm một chiều Ấn Tổ phải ở trên núi 30 năm Để tích lũy công đức Phật hiệu này đó là một vị quá thân của Ngài Đại Thế Chí mà còn như thế. Huống chi chúng ta giờ đây một mặt là mình xài cái thọ mạng là mình ăn thịt chúng sanh. Mà bên hải ngoại họ không có giết mà họ ăn khủng khiếp bởi vì, vì thịt nó còn rẻ hơn rau. Rau trồng rất là khó. Mà thịt họ nuôi xuất sanh á, họ giết, họ bán rất là nhanh cái phong trào họ giết. Họ vô trong những cái hoa mạc hoặc là trong cốt cô đó, họ để khủng khiếp tràn lan đại hải họ sắc họ làm miếng thịt rất là đẹp họ khuyến dụ người khác ăn và cái người mà họ khuyến dụ đó họ làm thành một cái động tác và cái à, sạch sẽ miếng thịt rất là ngon và họ chỉ cho mình cái cách để mà ăn á, và nấu nướng chiên xào riêm thịt á, rất là kỹ càng và cái phong trào hầu như người ăn ai cũng ăn thịt và có những người á, dân nhàn thấy họ họ đi không nổi nữa mà cái miệng họ vẫn còn phải ăn thịt vì họ to như vậy chắc cũng 120 kg Họ đi không nổi phải ngồi xe lăn Thế mà họ vẫn ăn thịt Bởi vì cái nghiệp lực của họ thành thói quen rồi Họ không nhìn được nữa Và bên Việt Nam thì cái phương tiện giết nó quá dễ dàng Đụng con gì họ giết cũng được nhưng những bên nhưng bên này cái văn minh họ cao hơn và cái uh, cái quy chế và luật lệ họ cao hơn là những con thú chạy ngoài đường họ không có dám giết giết là bị người khác báo cảnh sát tới bắt ngay và cái con thú nuôi trong uh, nông trại đó là họ giết nó và nuôi nhiều lắm có một lần giác nhàng đi xuống miền nam đi ngang qua mà cái cửa xe nó kính rồi đó mà cái cái trại bò đó mình đi cách như vậy là cả mấy trăm mét mà vẫn nghe cái mùi hôi của con bò vì nó quá đông và cái bụi của nó đó một con nhích qua một chút xíu thôi Một con đi một chút thôi Mà cái bụi nó bay nghiệp cái trời mây Mà sao không biết họ đưa Không đưa sâu vô bên trong Mà họ để cái danh trại ngay ngoài đường Để họ dễ vô bắt con bò này Họ chở đi mà nhìn vô mình thấy nó hôi khủng khiếp Thì cái mùi con bò nó hôi như vậy Thì cái thịt của nó cũng rất là hôi hám Bẩn thiểu dơ giấy Và họ cắt miếng thịt ra thấy rất là ngon Và họ dụ dỗ người ta ăn Thì từ cái đó nó sanh ra bệnh Và chính từ cái đó làm cho thọ mạng họ ngắn lòng một mặt là mình à, xài cái thọ mạng và một mặt là mình không biết tích lũy thì chắc chắn thọ mạng quý vị sẽ hết trong nay mai hết nhanh lắm giá nhàn vẫn biết hiện tại bây giờ có những người người ta thèm thịt và người ta không sợ rằng cái nhân quả là thọ mạng hết khi mình ăn thịt hiện tại tỉnh thất quan âm và trên toàn thế giới họ nghe điều này xong họ vẫn bỏ qua ngoài tai Tuy rằng lúc này nói thì họ nghe họ có cảm tưởng rằng họ rất sợ Nhưng mà cái sợ này không bằng cái thèm Phải không quý vị? Chắc chắn tại tỉnh Thất quan Âm Những Phật tử ở Hà Nội trên toàn thế giới Đang online về và những Phật tử ở các thành thị, thành phố khác về Tại tỉnh Thất quan Âm nghe giác nhàng nói Có hơi rùng mình một chút Nhưng mà cái thèm nó lớn hơn cái sợ Thì chắc chắn quý vị sẽ về ăn thịt tiếp thì, thì, thì giác nhàn cảnh báo với quý vị rằng là thọ mạng quý vị sẽ từ từ hết quý vị vì sao thọ mạng hết con thú nó đang sống một cách bình yên vui sướng sung vầy với cái đoàn tụ gia đình của họ mà bị người khác cắt ngang thọ mạng giết nó thì người ăn cũng cộng nghiệp với người giết khi người ăn cộng nghiệp với người giết tức thì người ăn này thọ mạng sẽ ngắn đó là cái nguyên lý nhân quả tất yếu không ai chối cãi được hết dầu quý vị chấp nhận hay không chấp nhận á thì cái thọ mạng quý vị cũng ngắn quý vị đang xài nó đang xài nghĩa rằng là đang làm cho nó tổn thương cái thọ mạng của mình qua chiều hướng ăn thịt chúng sanh chưa khi nào dám nhận lý luận cái việc mà ăn mặn với ăn chay và tích lũy thọ mạng và xài thọ mạng sâu như vậy nghe hôm nay đến cái đảo quỳ và tiểu bang hawaii là tiểu bang thứ 52 của đất nước hoa kỳ Biển á, người ta bắt cua, ghẹ, cá, người ta ăn sống tươi luôn Và nhất là Nhật họ làm sushi á Cá họ cắt còn sống, họ chấm với cái phù tạc á, họ ăn Và đây là một cái chỗ mà họ ăn đồ tươi sống Dân nhà nói với cô Phật tử, với chú Nhận Tuệ, với một bà cụ đi vòng vòng tham quan xung quanh cái đảo này Nói, cha mình mà không biết Phật pháp bữa nay mình đến đây mình ăn đồ tươi sống ngon biết mấy ta. Cô ghẹ cá ngon quá, đồ biển ngon quá. Mấy cổ cười quá chừng luôn. Nhưng mà nhờ không có đồ, nhờ mình biết Phật pháp không ăn đồ tươi sống nhưng mà có trái cây tươi và xứ nó ấm áp á cho nên trồng được trái cây tươi. Chứ không phải những các tiểu bang đông lạnh mang trái cây đông lạnh sang và mình tội nghiệp cho những người người ta không hiểu phật pháp và người ta đang xài cái thọ mạng à, quý vị rất là tiết kiệm khi mình có tiền mình xài tiền phải không Ví dụ mình tích lũy được tiền bạc của cải mình xài mình tiếc đúng không vì tiền bạc mình xài nó có hao nhưng mà thường xài cho mình thì thích hơn còn xài mà cho người khác thì mình tiếc dầu cho những người đó giàu 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 có tỷ phú đi nữa họ xài cho họ họ không tiếc mà xài cho người khác họ hơi suy nghĩ một chút chỉ có một cái ông mà hòa thượng tịnh không nói tụ tài ba lần tán tài ba lần ông làm ăn giàu có ông bố thí sạch hết ông lên rồi ông có lại rồi ông bố thí sạch hết ông làm ba lần vậy tụ tài ba lần tán tài ba lần tán không phải làm ăn thất bại mà tán là do uh, họ mang đi họ bố thí cúng dường và đời có họ bảy đời được là gia đình giàu có cái phước đó nó lưu truyền như vậy hôm nay mình xài tiền mình sợ hết Nhưng mà cái xài tiền sợ hết Đó là tâm ích kỷ xuất hiện Là xài cho mình Dầu cho mình xài tiền sợ hết Mình xài cho tha nhân Nó vẫn không có một cái công đức thù thắng Nó chỉ là phước báu hữu lậu Đem tiền để xây chùa tạo tượng đúc chuông Làm những cái phước báu lợi tha đó Dầu cho mình làm cái công đức In kinh phóng sanh tạo tượng đó là công đức lợi tha nhưng mình không dám và mình không biết bỏ cái ăn mặn để mình tích lũy cái thọ mạng tự lợi. Mà cái thọ mạng tự lợi này quan trọng nghe. Hôm nay mới nói cái chuyện này nè. Và bên cạnh đó mình không biết tích lũy cái thọ mạng của tự lợi, hay gọi là tự hành. Và mình đang xài cái thọ mạng của mình đó là qua chiều hướng ăn thịt chúng sanh qua tiểu hướng cộng nghiệp sát sanh. Hôm nay giác nhàn đem cái danh từ của vô lượng thọ để mổ sẽ phân tích sâu để cho quý vị hiểu được cái pháp duyên của Đức Phật A Di Đà là đem cái thọ mạng của ngài đã có sẵn cho chúng sanh mà ngài đã cho Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà đã cho ngài Hải Hiền đã cho Hòa thượng Tịnh Không và đã cho ai niệm được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và chắc chắn đức phật A Di Đà cũng thương giác nhàn lắm đức phật A Di Đà cũng cho giác nhàn à, cái thọ mạng của gia đình giác nhàn nhất là ông cụ là cụ Dư Âm Thiện Chánh à, và gần lại đây thì giác nhàn giảng ít nói đến mẫu chuyện của người thân của mình à, tuy nhiên cụ Dư Âm Thiện Chánh là một người xài cái thọ mạng khủng khiếp nhưng hôm nay giác nhàn nói để làm cái biểu pháp Cụ xài phủng khiếp là chủ cụ nuôi bò Từ những con bò mà ở trong làng quê dân tộc mua về nó ốm o gầy mòn cho nó ăn cỏ Mà dắt ngàn lúc đó dắt đi chăn bò Nhất là những ngày Tết cắt cỏ cho nó ăn nó buồn nó khóc nó chảy nước mắt Ba ngày Tết là nó dậm chân nó cuồng túng nó chịu không nổi rồi Mà nó mang cái xác thân đó nó khổ vô cùng Kéo củi kéo đồ nữa và khi nó phục vụ cho chủ nó mà đến lúc chủ nó không thích nữa và cần tiền bán nó ra giết nó luôn Tàn nhẫn như thế. Và ông cụ nuôi rất nhiều năm. Từ năm 2002 đến 2008. À, 2000. Ông có từ năm 1998. 92. 1882. Cho đến 1888. Là dân nhàn nhớ cái năm đó là con bò đen. Khi nó chết linh quá nó báo mộng. Nó bay nó dí ông cụ. Ông cụ sợ quá mới bán cái đàn bò. Và ông cụ xài cái thọ mạng bằng cách là mua con bò ốm về để... À, chăn cho nó mập ra nó kéo củi cho mình rồi mình mang đi vô lò mỏ và gia đình ăn thịt mà chắc đời trước gia đình cũng có tích lũy cái thọ mạng phóng sanh ăn chay hay sao mà xài cái thọ mạng khủng khiếp và làm một cái nghề để mà nuôi bò lớn chăn nuôi để mà giết nó ăn và ăn thịt gia đình lộn xộn lục đục vô cùng và chính uh, ông cụ khi quả báo về sau là ông bị bị suy tỷ 73 tuổi thọ mạng ông đáng lẽ tưởng hết nhưng may thay uh, nhờ cái pháp duyên giác nhàn vào đạo sớm và và đưa ông vượt ra khỏi cái uh, thọ mạng từ 73 tuổi mà sống đến 82 là do ông phát tâm uh, ăn chay phóng sanh và ông khỏe ra không truyền máu trong uh, 9 năm ở đây là một mẫu chuyện rất là thực tế và là bản thân trong gia đình của Giác Nhàn và ông xài cái thọ mạng quá cỡ và không biết tích lũy Xài mà không biết tích lũy cũng như tiền, như núi đi. Mà hàng ngày quý vị cứ ăn đi. Cứ tiêu, cứ xài mà không làm thì tiền như núi nó cũng hết. Mà cái tiền như núi đó tuy rằng mình xài suốt đời, nhiều đời của mình không hết nhưng thọ mạng của mình hết dầu cho có tiền như núi đó mình vẫn không xài được người ta gọi là tiền nó cũng hết là chỗ này hiểu chỗ nào không? Chứ còn nếu mà tiền nó như núi mình xài được 4 năm đời nhưng mà mình xài nó nhanh quá là do mình không biết tích lũy vì đồng loại tha nhân mình có miếng cơm mình áo mà không biết chia cơm sẻ áo đó vì vậy nó hết là cái thọ mạng mình nó hết cho mình đâu được xài dầu của cải còn đúng không? Cũng vậy cái thọ mạng của mình khi nó hết đi á thì mình à, mình bước sang một thế giới bên kia mà mang cái thân trung ấm chưa có được à, à, làm mà người á thì à, thì mình không có có cái cơ hội để tích lũy thọ mạng vì các vị hương linh đó phụ thuộc rất là nhiều vào những người sống vì cái phước báu của họ trong hiện đời có mà họ xài nó hết rồi vì nó xài hết rồi cho nên họ bước sang một đời thứ hai thì cuộc sống của họ nó không có tốt đẹp như là cái cuộc sống hiện tại nếu cuộc sống hiện tại họ biết ăn chay họ biết nghe pháp họ kết cái pháp duyên của thọ mạng bằng cách là họ niệm phật họ ăn chay trường họ nguyện vãng sanh thì cái đời hiện tại này nó tốt thì chắc chắn đời sau nó sẽ tốt vì sao vậy bởi vì họ đang có tích lũy chiều hướng thăng hoa chứ không có phải từ chiều hướng đọa lạc quý vị nhìn cái người mà người ta giàu có sung sướng của cải vật chất xe đưa xe đón làm ông này bà nọ mà đứng trong cái địa vị của phàm phu như chúng ta thì chúng ta thấy họ đang xài không sung sướng gì đâu họ đang xài phước đó đời sau nó sẽ tệ mạc đó mà để phàm phu như chúng ta mà được vinh hoa phú quý tiền của vật chất mà mình chạy theo họ một thời gian mình không có chỉ cho họ tu á họ sụp đổ thì mình cũng sụp đổ bởi vì khi họ sụp đổ rồi họ không có hộ pháp cho mình nữa và mình nương nơi họ là một cái người hộ pháp thì gì thì nếu mà họ không biết tích lũy họ hưởng họ không có tu á thì một thời gian coi chừng mình bị liên lụy theo là mình trở ngại cũng như có một cái chùa ở sài gòn họ nghe theo một vị đại gia đó và vị đại gia đó nói phát tâm cúng dường hết một cái chùa hình như là năm mươi mấy tỷ rồi đập cái chùa đó ra thì cái ông này không biết ông phật lòng gì đối với quý thầy chùa này là cái chùa à, à, ở sài gòn với nhàn nhớ rất là kỹ ở đường nguyễn đình chiểu và đến bây giờ hình như vẫn chưa xây được không biết sao Ông phật lòng với quý thầy và ông không thích với quý thầy thì cái tiền mà ông phát tâm đó đó Ông không đưa ra nữa Bởi vì tiền vẫn còn giữ ngân hàng Và quý thầy thấy ông hộ pháp bao nhiêu năm nay Ông nói là thực không bao giờ thay đổi Nhưng mà không biết làm sao Quý thầy quý sư á làm cho ông Phật lòng ha, ông Phật lòng quý thầy quý sư mình không hiểu nổi mà bây giờ ông không có chịu xây chùa, ông không bỏ tiền ra. Thì những người mà đang giàu có sung túc mà mình theo họ mà không hướng dẫn họ tu á mà họ chỉ có phát tâm cúng dường và họ đòi gì được đó đó thì một thời gian họ hết phước Họ sụp đi mình cũng nguy hiểm Mình cũng bị sụp theo Là bởi vì sao vậy? Bởi vì họ đang hưởng phước Nhìn về cái mặt hình thức là họ Đang sang trọng, đang có quyền chức Họ đang có phước báu Nhưng mà thường kẻ phàm phu như chúng ta Cái lúc đó là họ ngã mạng Vinh vinh váo váo Họ đang hưởng đó Thì mình theo những cái con người này Coi chừng mình sụp đổ Vì sao vậy? Bởi vì họ không có đắp cái nền tảng công đức Để họ vì đồng loại mà họ chỉ biết vì hưởng thì họ sẽ hết rất là nhanh Cái đó là cái thẩm sâu nhìn vào những con người hộ pháp Còn những người mà người ta với cái vẻ mà đơn giản đơn sơ không người biết đến Họ với cái vẻ mà nghèo nghèo khổ khổ như các cụ Những cái người mà giống như ông cụ nằm ba năm một chỗ Mình nên thương những người này Quý quý Phật tử cảm được điều này giơ tay lên hoặc cho cho một tràng pháo tay để giác nhàn cảm nhận à, à tình đồng cái tâm nguyện với giác nhàn cái này là cái chiều sâu quá ngàn khó ai nhận diện cái vụ này vì sao là cái này là cái chiều sâu vì đây là một cái cái việc làm mà theo giác nhàn nghĩ rằng là cái pháp duyên á nó sẽ thù thắng lắm nếu quý vị mà thấy cái việc mà nó hào nhoáng bên ngoài mà người ta ra cái vẻ gọi rằng là đại gia đại thịt mình chạy theo đó. Nói như vậy không phải là mình phủ nhận những người đó mà những người đó nếu mà họ biết tu á, họ biết văn lời, họ biết y giáo phụng hành thì đây là một cái điều lợi lạc cho Phật pháp vô biên cùng tận. Nhưng họ đang hưởng họ sung sướng mà họ tu là chuyện khó nên Phật nói là giàu có tu là khó. Như những người người ta nghèo khổ bệnh hoạn Người ta không có nơi nương tựa Như 350 cụ lúc trước là 800 cụ Mình đem cái tâm mình vào cái đối tượng này Thì mình tích lũy cái công đức là tích lũy cái gốc Thì tự nhiên cái phước báu mình có Thì Đức Phật A Di Đà sẽ đem những người Chân thật biết tu hành hộ pháp đem về cho mình Cũng giống như hôm nay có một số những vị Phật tử mà khi những vị Phật tử mà những người Phật tử mà có mặt trong ngày hôm nay cũng tương đối khá đông, ngày mai phát tâm cúng dường, trai tăng tứ sự cho ngày lễ du lan, họ có điều kiện mà họ không có hưởng mà họ phát tâm cho người khác hưởng, cũng như là công ty hương thám, rồi một số các vị Phật tử ở các nơi họ về để họ phát bồ đề tâm bỏ tịnh tài vài chục triệu bình thường không thương tiếc gì cả thì họ bỏ một mà họ hưởng mười họ hưởng trăm họ hưởng ngàn mà họ về tới tây phương cực lạc họ hưởng đó là một cái hưởng rốt ráo viên mãn cái hưởng cái gì rốt ráo nhất quý vị họ hưởng được thọ mạng kéo dài thân thể thì trong suốt như pha lê và thân thể họ không có đau đớn bệnh hoạn và thân thể của họ là tử ma chân kim và họ ăn đó là họ ăn pháp hỷ thực Những lời thuyết pháp của Đức Phật A Di Đà là thức ăn của họ Hôm nay quý vị cảm được cái lời giảng của giác nhàn đó là một thức ăn Và thức ăn này nó nuôi dưỡng cái pháp thân huệ mạng của mình Mà muốn cái pháp thân này, cái pháp này nó nuôi dưỡng cái pháp thân huệ mạng Thì mình phải kết duyên cái pháp duyên này cho sâu dày Là mỗi buổi sáng mình dây lên công phu với tỉnh thất quan âm Bây giờ không phải là về tỉnh Thất quan Âm mới công phu được Mà ở tại nhà mình công phu được luôn Và mỗi buổi tối 8 giờ đến 9 giờ giờ Việt Nam 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Cali Hoa Kỳ 9 giờ đến 10 giờ sáng giờ New York Và 3 giờ khuya cho đến 4 giờ giờ Hawaii Có mặt trên trang web vô lượng thọ USA Hoặc cái app vô lượng thọ trực tuyến để chúng ta cộng tu và mỗi buổi tối được nghe thầy giác nhàn giảng và mỗi buổi sáng nghe các chú chia sẻ có nhiều chú uh, giảng lần đầu tiên mới lên thấy rất là thương lập cặp lúng ca lúng cúm và có nhiều chú cũng nói lưu loát nhưng mà đầu tiên như vậy là giỏi hơn giác nhàn thời xưa lắm rồi đó mà giác nhàn lúc trước thì đâu có được cái phương tiện mà ngồi giữa đại chúng mà đông đảo nhất như là chú nhật đức là chú uh, Chàng, chắc là ba má chú rất là vui hồi hôm qua mọi người trang hoàng chánh điện rất là đẹp trang nghiêm và và chú sao không biết cái duyên sắp xếp giảng cuối cùng lại phật tử rất là đông à, chắc là ba má chú rất là vui à, chú nói rằng à, giàu cho có bằng đại học cũng không bằng à, chú được à, đi tu vì cái bằng đại học vẫn là cái bằng của thế gian nó không có giúp cho mình liễu sanh thoát tử và đưa cho cha mẹ mình về chùa được À, đó là một cái nhận định rất chính xác và cái hướng để mà thầy đào tạo một số các vị giảng sư á, thì tương lai một năm đến ba năm mà tại tỉnh thất quan âm giảng và mỗi buổi sáng đều có giảng tự mình để mình nghe lại một thời gian quý chú quý thầy sẽ xuất chúng giỏi vì giác nhàn khi được luyện luyện trong một cái lò tại tỉnh thất quan âm mà lúc trước chỉ năm bảy bà già thôi À, tuy rằng cái pháp duyên nó thù thắng hơn quý thầy quý chú là mỗi ngày bởi vì không có ai giảng cho nên mỗi ngày giác nhàn giảng à, tuy nhiên quý thầy quý chú có một cái pháp duyên rất là thù thắng và cái phước báu nhiều hơn giác nhàn đó là nhiều người nghe và phổ biến trên đường truyền internet và lưu lại băng đĩa cho nên trong cái à, à, thiếu nó có cái dư và trong cái dư nó có cái thiếu à, thiếu của giác nhàn lúc trước là không được nhiều người nghe chỉ có năm bảy bà già một hai chục người mỗi buổi sáng đó là thiếu, nhưng mà dư đó là được cái thời gian giảng nó nhiều hơn. Còn quý chú thiếu là thiếu cái thời gian giảng trước chúng. Mà nếu ai tập luyện cái thời gian giảng trước chúng mỗi ngày thường xuyên, đào luyện, thì nó sẽ có thời gian nhiều. Và dư đó là dư được cái phổ biến Phật Pháp, được nhiều người nghe, cái công đức rất là thù thắng. Vì vậy hôm nay cái đạo tràng trên không chung không còn nằm một góc nhỏ hẹp ở trên núi Voi Thung. Trung Hiệp xã Hiệp Am Nguyễn Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng nữa mà hiện tại bây giờ giác nhạc đang ngồi tại Hawaii. và và bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng giờ Hà à, 6 giờ rưỡi sáng giờ Cali và 9 giờ rưỡi sáng giờ New York và 8 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trực tiếp trên trang web vô lượng thọ usa.com toàn thể mọi người trên thế giới đang nghe tiếng của giác nhạc nói và nói lai like, tức là liên tục trực tiếp không phải là thâu băng phát lại vì vậy đây là một cái pháp duyên mà hôm nay giác nhàn thông báo à, là phổ biến đạo tràng trên không trung nhân ngày lễ du lan thắng hội đem cái công đức này hồi hướng cho cụ giữ âm thiện chánh à, thăng cao phạm vị ở miền tây phương cực lạc hồi hướng cho sư cô liên phương à, là thân mẫu của giác nhàn vãng sanh tây phương thăng cao phẩm vị và hồi hướng cho tất cả các vị hương linh đã vãng sanh tây phương cực lạc cũng như hương linh có mặt tại tỉnh thất quan âm cũng như là hương linh thân bằng quyến thuộc của quý phật tử đã theo quý vị hôm nay về dự lễ du lan thắng hội để ngày mai hưởng một buổi cúng thí thực là đầy đủ và cũng như là những vị hương linh có mặt tại trong cái ngôi nhà giác nhàn và cũng như là các vị hương linh mà có mặt Tại nơi trong căn nhà của những vị mà đang online trực tiếp trên toàn thế giới Mà cái tiếng của giác nhàn đang phát ra đó Họ thừa hưởng được cái công đức này Để kết được cái pháp duyên sâu dày của pháp môn tịnh độ Sau khi họ hết mãn phần cái à, duyên của thân trung ấm ngay nơi trần thế Mà họ được à, Đức Phật A-di-đà cùng quan âm thế chí và hàng thánh chúng cầm đài vàng để tiếp dẫn các vị hương linh ở vãng sanh tây phương cực lạc đó là pháp môn gọi rằng là là pháp môn độ cả phần âm lẫn phần dương gọi là độ sanh và độ tử độ tử tức là những người đã khuất bóng ra đi vừa mới chết hoặc có thể mang cái thân trung ấm trải trường qua cái thời gian vài chục năm vài trăm năm hôm nay họ nghe được cái pháp duyên này cũng giống như lái gián nhàn có nghe một cái mẫu chuyện một vị pháp sư kể lại là có một người mà vị này không biết giảng kinh gì cả chỉ có tụng kinh pháp hoa mà cái lời kinh pháp hoa tụng lâu ngày đi vào định thì có một người chết trong đám ruộng đó nhiều năm mà họ lên không được cái tâm thức họ không thể vượt ra khỏi đám ruộng được là do cái tâm thức họ quá yếu họ phải nằm trong cái đám ruộng với sình lầy ngộp ngạt đó là một cái địa ngục trong đám ruộng vì cái nghiệp duyên của họ đời trước quá nặng cho nên họ chết họ phải trả cái nghiệp duyên này và cái nghiệp duyên này không ai đọa đầy họ mà họ đến lúc tự phải xảy chân tết chết với đám ruộng và khi họ chết với đám ruộng cách xa cái ngôi nhà thôn giả này nhưng mà cái ngôi nhà ở nơi làng quê thôn giả có một con người đang tụng kinh pháp hoa và cái tiếng kinh pháp hoa này nó chuyên trở cái công đức phật lực truyền tải đến một cái đám ruộng rất xa xa lắm và con người này nghe được tiếng kinh lòng thanh thản tâm an định và nhờ cái công đức nghe kinh mà vượt thoát khỏi đám ruộng đó và lần theo tiếng kinh đi về tại nhà của cái vị ở một làng mạc thôn giả đó và và trong lòng cảm xúc vô vàng trong giấc mộng sau một đêm tụng kinh thì cái vị mà chết đám ruộng này mới báo trong giấc mộng tôi là một người đã chết trong một đám ruộng này vài chục năm chưa được lên hôm nay cảm ơn pháp sư đã tụng kinh pháp hoa mà tôi được siêu thoát tôi cảm ơn pháp sư vô vàng vô vàng giờ đây tôi đã thoát ra cảnh địa ngục rồi bây giờ tôi mới biết địa ngục trong đám ruộng là sình lầy ăn bùn uống nước dơ nằm lạnh lẽo đó là cảnh địa ngục địa ngục ở trên cây là người ta treo cổ địa ngục dưới biển là người ta trầm mình chết dưới biển địa ngục dưới đám ruộng là người ta trầm mình chết đám ruộng lên không được vậy mà hôm nay quý vị ngồi đây nghe được thời kinh nghe được thời thiết pháp nghe được câu phật hiệu quý vị thấy hạnh phúc không có hạnh phúc gì bằng nữa Nhưng có những người thấy cái hạnh phúc này đó Nó quá là mong manh và họ chưa cần đến Họ chỉ cần hạnh phúc là nhà cao cửa rộng Tiền bạc của cải vật chất đến với họ Gọi là họ bỏ đi cái hạnh phúc cao thượng Mà mười phương chư Phật tán tháng Mà họ chỉ lấy những cái phước cái, cái hạnh phúc nhỏ hẹp hữu lậu thôi hàng ngày họ phải mua cầu tính toán mua mô lợi lạc cho bản thân họ và gia đình về vật chất rất là hữu hạn không biết sao hôm nay giáo nhàn nhìn về Tịnh thất quan âm mà nhớ cái tịnh thất quan âm và nhớ từng gương mặt của quý thầy và nhìn lại trong lòng nó cảm xúc cho nên sáng hôm nay nói một buổi thuyết pháp tại hào quay truyền trực tiếp qua skype qua trang web vô lượng thọ vn những lời nói nó tâm đắc mong rằng cái đĩa này à, chú nhật đức sẽ quay hết cái cảnh này để một cái hình không có phải là đoạn video một bên trong góc màn hình và quay tất cả đại chúng trong một cái màn hình hai màn hình trong một cái màn hình là hình của giác nhàn ngồi trên pháp tòa và hình của đại chúng lưu động đó là một cái kỹ xảo mà giác nhàn mới nhờ chú tinh học sẽ làm ra một cái đĩa này phổ biến vì những cái lời nói này giác nhàn rất là tâm đắc Giáng nhàng dùng toàn tâm toàn lực tù của cải vật chất tiền bạc Để đổ vào trong cái sự nghiệp Đó là sự nghiệp quần pháp Nếu các thầy các chú nào Mà bước theo cái sự nghiệp này Đó là một cái điều may mắn của các thầy các chú Và nếu các thầy các chú Không bước theo cái sự nghiệp Chỉ có niệm Phật Cũng thành một vị đại pháp sư Là cái lời kinh của mình tụng Mà, mà cái đại chúng càng đông và cái lực định càng có nhiều và cái tâm càng thanh tịnh thì tất cả những người xung quanh mà họ chết chìm chết nước chết tự giận chết xe tông vân vân thì họ sẽ lần mò tìm theo tiếng tụng kinh của mình về đó vì họ nghe tiếng tụng kinh thanh bình yên tĩnh và không còn những không còn những cái khổ não nữa thì họ sẽ đi theo cái hướng này còn hiện tại người sống họ còn những cái niềm vui phân tâm tiền bạc cơm áo gạo tiền nhà cửa cuộc sống cho nên họ chưa có khổ đau, họ chưa có lần tìm về đây. Và trong này thì có những người khổ đau, hoặc giả dạ, có những người người ta có cái căn lành quá lớn, người ta mới lần tìm về Tịnh thất Quan Âm phóng quý vị. Đúng Đúng Nếu mà họ không có lần tìm về Tịnh thất Quan Âm là do họ quá sung sướng, họ chưa cần thiết đến Phật pháp. Nhưng những hương linh họ khổ đau chết dưới ruộng Chết dưới bờ, chết dưới sông, chết dưới biển Và ngay hiện tại bây giờ dân nhạc nói như vậy Cái âm thanh này nó phát ra Vì âm thanh này là chứa cái công đức của Phật Khi chứa cái công đức của Phật thì nó phát ra luồng ánh sáng Những hương linh đang đau khổ họ cảm được cái âm thanh này Họ về đây họ ngồi nghe Pháp cũng giống như là người dương gọi là âm dương đồng nhất lý. Vì vậy tu pháp môn tịnh độ Nương theo công đức Phật lực gia trì Của Đức Phật A-di-đà Thì gọi là độ sanh và độ tử Gọi là âm siêu dương dương thế Lưỡng lợi đôi bên Vừa tự lợi mà vừa hóa tha Và vừa tự hành mà vừa hóa tha Cái pháp môn này là pháp môn Mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài Tán tháng và thiết thành thật ngôn Nó là pháp môn bất khả tư nghị Vô tác diệu lực không thể nghĩ bàn chúc mừng cho quý vị có mặt tại tịnh thất quan âm và khu chiên tu trên toàn thế giới đang nghe những điều chân thật của giác nhàn khi nói đến cái pháp hội vô lượng thọ mà giác nhàn đang phổ biến trên toàn thế giới. Thưa quý vị như vậy hôm nay chúng ta về dự lễ du lan để làm cái gì? Để báo ơn những người quá vãng. Báo ơn bằng cách nào? là đem cái câu Phật hiệu mà mình vừa niệm. Và mình đến đây để mình nghe buổi thuyết pháp thì hương linh gia đình của mình cũng đến đây để nghe pháp, Oan gia trái chủ của mình cũng đến đây luôn. Họ theo coi mình, theo coi thử mình làm gì. Những hương linh thai nhi á, những người theo hại mình họ cũng đến đây luôn. Có một cô Phật tử đó đó. Còn... 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 Còn và cái hương linh thai nhi nó theo miết có những lúc vui thì nó làm cổ vui mà có lúc những lúc nó buồn nó khổ nó làm cho cổ buồn khổ vằng vã bao nhiêu năm trường sau đó 2014 cổ đến uh, uh, Santa Ana dự một cái pháp hội và được quy y các vị hương linh và khi họ quy y cái vị hương linh thai nhi xong rồi đó thì cái vị hương linh thai nhi họ đủ phước báu Họ giác ngộ họ không có theo nữa trong lúc họ theo họ cũng buồn bực họ khổ quá rồi họ bị lệ thuộc rồi họ nghe họ giác ngộ họ không theo nữa cho nên chút nữa hôm nay giác nhàn sẽ quy y với đức phật a di đà cho các vị phật tử hôm nay cũng có mặt tại tỉnh thất quan âm chưa quy y đức phật a di đà mà nhớ là quy y với đức phật a di đà không phải là giác nhàn bắt quý vị bỏ à, thầy cũ hòa thượng cũ hòa thượng khác quy y với thầy giác nhàn có nhiều vị thầy nói sai nói tầm bậy lắm nó không có đúng chỉ nghe Phật tử nói lại Là Thầy Giác Nhàn nói á, Là quy y với Đức Phật a Di Đà Mới được vãng sanh Thì Thầy đó nói Ông Thầy giác, ông thầy ấy đó Chứ không có nói tên Thầy Giác Nhàn Ông Thầy ấy đó, nói tùm bậy Và muốn giành giật Phật tử Người ta đã quy y rồi Thì làm sao quy y nữa Nếu mà người xuất gia cũng như Phật tử Một Thầy đó chết Thì mình y chỉ chỗ khác thôi Chứ làm gì quy y Coi như họ không thích Không ưa là dưa có dồi Cái dưa không có dồi mà cũng thành có dồi Giác nhàn đâu có khi nào nói rằng quý vị phải quy y với Đức Phật A Di Đà mới được mãn sanh, có chữ diệu âm mới được mãn sanh. Không biết Phật tử nào lên tịnh thất quan âm xong rồi về cái rồi bắt đầu bày ra nói, rồi thầy cũng không có nghe đó, thầy đó cũng không có nghe được cái lời chính thức giác nhàn nói rồi nương theo câu hỏi đó rồi nói tùm bậy tùm bạ, nói để chia rẽ tăng đoàn. Cái ông thầy ấy đó nói vậy là sai, ông muốn giành giật Phật tử. Bởi vì người ta đã quy y rồi, bữa nay bày đặt quy y với Đức Phật A Di Đà quy y như vậy đó gọi rằng là muốn dành vật Phật tử làm phiền quý hòa thượng lắm. Họ nói họ nói sâu sắc lắm mà cái chuyện nó không đáng để nói. Mà hòa thượng Tịnh không đã kết duyên cho toàn thể những người muốn về Tây phương Cực lạc, đó là cái sự phát nguyện bản sanh. Phát nguyện bản sanh đó là kết duyên hai chữ diệu âm, về Tây phương Cực lạc được hai chữ, bốn chữ gọi là diệu âm Như Lai khi ở cõi ta bà hòa thượng nói tôi không dám quy y cho quý vị quý vị đã quy y các vị thầy khác rồi hôm nay mình kết duyên hai chữ diệu âm để gọi rằng là mình vãng sanh mà có hai chữ diệu âm mà tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ thì cái sự vãng sanh mình càng thù thắng nếu không có hai chữ diệu âm mình kết duyên đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên tính nguyện trì danh thì mình vẫn được vãng sanh chứ đâu khi nào giác nhàn nói là phải quy y đức phật di đà có chữ diệu âm mới được vãng sanh rồi bỏ thầy khác đi quy y với thầy giác nhàn cho nên hôm nay giác nhàn thấy những người Phật tử đến chùa Nghe ba chớp ba nhán xong rồi bắt đầu về nói lại với các thầy khác Rồi nói lại các thầy khác Các thầy khác đó cũng ấm um a ấm um ớ Không nghe chính thức thầy giác nhàn nói Rồi đem ra giữa Phật thất mấy ngàn người Đốt đầu là gì Dạch áo xem lưng Con của một cha Cùng một dòng họ thích Thích giác nhàn Thích này thích nọ Con của một cha là cùng một họ Phải không? Con cùng một nhà là cùng một họ Họ Trần, họ Nguyễn, họ Lê Mà sao mình lại dạch áo xem lưng Phật tử nói như vậy cái Ồ, thầy đó nói như vậy Sai thầy chịu con à Thôi mình đừng có bươi cái lỗi của thầy đó Bởi vì ngậm máu phun mười Nghiện mình dúng máu Nói lỗi của thầy ấy Coi chừng về sau mình bị lỗi Mà thầy ấy khi nghe mình nói Phân tích cái điều xấu Những người khác Người ta không hiểu thầy ấy đó Thì cuối cùng thầy ấy Cũng gì Bị những Phật tử Người ta dèm pha mà cái đĩa phát tán trên toàn thế giới những người không thích thầy giác ngàn không thích hòa thượng tịnh không không thích những vị thầy mà quy y cho những người phật tử đức phật a di đà là có ác cảm liền họ nói ghê lắm mà khi có ác cảm như vậy thì sao cái gì thì những người phật tử đó tổn phước vì bất kính với tam bảo mà những người phật tử đó một người tổn phước rồi họ truyền miệng ra trăm ngàn người tổn phước thì vị thầy ấy cũng sẽ tổn phước Vì chính vị thầy ấy gieo một cái nhân là tăng chê tăng Rồi nói bộ kinh vô lượng thọ là bộ kinh mà cư sĩ Hạ Liên Cương hội tập không đáng kể Hầu như là chăm chích hòa thượng chăm chích chúng tôi Họ sợ mất Phật tử Mà trong khi đó Phật tử họ đông quá mà họ sợ mất ta Cái tâm ích kỷ xuất hiện Chính họ nói thầy giác nhàn Ông thầy ấy á, là nguyên Gọi rằng là Là gọi rằng là Dành dựt Phật tử bằng cách quy y diệu âm Và chính họ nói như vậy Thì họ sợ mất Phật tử Bởi vì họ nói xấu người khác Còn riêng Thầy Giác Nhàn Hòa Thượng Tịnh Không Hòa Thượng Thiện Huệ Chỉ có việc là quy y cho người khác diệu âm Chứ đâu nói xấu ai đâu Cho nên thời hôm nay là Tà Phơ Sư Thiết Pháp Như các sông Hằng Họ giảng, họ tranh từng chút từng chút Để họ nâng cao cái bản ngã họ và họ kéo Phật tử về cho đông Vậy mà họ lạ gì Vừa ăn cướp vừa la làng Vừa kéo Phật tử mà vừa chỉ trích người khác Cho nên chúng tôi mong mỏi những người có mặt tại trong ngày hôm nay Và mong mỏi những người trên toàn thế giới mà chúng tôi vẫn biết những người Phật tử trên toàn thế giới Họ không về tỉnh thất quan âm Họ vẫn theo dõi chúng tôi từng giây từng phút Để họ coi chúng tôi có sơ hở là nói đến tên tuổi của những vị thầy đó hay không Để họ về họ chỉ trích Mà chắc những người Phật tử họ nghe để rồi Họ vẫn biết thầy của họ đang nói như vậy Nhưng họ có duyên với thầy của họ rồi Không có duyên với Phật Di Đà Không có duyên với Hòa Thượng Tịnh Không Không có duyên với chúng tôi Cho nên họ nghe qua rồi họ vẫn gì Họ nổi cái máu sùng bực tức lên Họ vẫn nói thầy của họ tiếp tục ra những cái gì Ra những cái đĩa để chỉ trích nhau nữa Mà hôm nay chúng tôi không phải chỉ trích Mà chúng tôi nói để an định Cho Phật tử an tịnh yên tâm Là chúng tôi không phải giành giật quý vị Chúng tôi vẫn gì Vẫn giao lại chùa Vẫn giao lại Tất cả những sự nghiệp cho quý thầy Quý chú quản lý Và 80 ngàn người chúng tôi Vẫn tiếp tục gầy dựng được nữa Cả trên 100 ngàn người được tự nhiên họ đến thôi phật tử bây giờ họ khôn nứt trứng chứ đâu phải là mình truyền đạo mê tín mình giành giật mình bắt họ quy y họ là họ đến đâu họ nghe cái lời pháp của mình coi thử họ có cảm được họ tu có an lạc hay không họ mới đến chứ quý vị công nhận điều này không ạ Nó đâu phải họ ngu đâu mình đến mình lợi dụng họ tiền bạc nè mình đến mình lợi dụng họ về à, công sức nè họ truyền đạo mê tín họ về gia đình họ đổ nát nè thì như vậy họ mới gì mình bỏ bùa ngải họ nè thì họ một thời gian họ cũng xa nhau. Vậy mà đến hôm nay 89 năm trời đến vua Lan lễ lớn họ vẫn về. Cho nên đi theo cái hướng của Hòa thượng Tịnh Không là nhiều cái mũi dùi chăm chích chê bai. Tôi không đọc, họ nói tôi không có đồng quan điểm là tụng một bộ kinh vô lượng họ nếu mà như vậy thì hỏi làm sao Cái Phật Pháp nó lưu truyền Nó mai một những bộ kinh Pháp Hoa Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Niết Bàn hết làm sao Truyền như vậy là truyền tùm bậy mê tín Ông tịnh không Pháp Sư này Ông đem cái Pháp môn niệm Phật Khỏi niệm Phật Thích Ca Mâu Ni Chỉ niệm Phật A Di Đà Phật, Không có Phật Thích Ca Mâu Ni Thì làm sao có Phật Di Đà Mà trong khi đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nói niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà Để về Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà kiến tạo cảnh giới đó Còn ta thì chỉ ra đời kiến Ta chỉ ra đời để chỉ cho tất cả chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến một ngàn năm đầu thì còn được Một ngàn năm thứ hai thì rất là khó Mà 10.000 năm mặc Pháp thì càng khó hơn Hôm nay ta chỉ cho các ngươi Để ngộ tâm ngộ tánh thành Phật như ta Rất là lâu là khó Và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ cho chúng ta Tu theo Đức Phật A Di Đà để về Tây Phương Cực Lạc Thì làm gì mà mình gọi là Hỷ bán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Gần như là cái hướng mà Hòa Thượng Tịnh Không Được nước Việt Nam giáo hội chuẩn bị mời về đó Là khi chuẩn bị Nghe phong phanh về là bắt đầu là công kích Hòa Thượng khủng khiếp cho nên chính những người công kích như vậy Cho nên cái pháp duyên cũng chưa thấy Cái khởi duyên mà Hòa Thượng về nước Việt Nam Cho nên một vị thánh tăng mà khi về nước Đi đến một cái nơi nào đó Thì toàn bộ đất nước đó phải cung kính lắm Cung kính lắm 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 Thì mới đủ một cái phước duyên Cũng như là Singapore Những vị thủ tướng, những người lãnh tụ Và toàn thể Phật giáo hết sức cung kính Cho nên cái pháp duyên ngày đến Singapore Ở tại cư sĩ Lâm Ngày Hoàng Pháp rất lâu năm và tại hồng kông cũng cung kính cung kính lắm 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 cũng như ở nhật bản ông thủ tướng cũng cung kính lắm lắm thì hòa thượng đến nó thường xuyên gọi là hữu cầu tức ứng hữu lai thì hữu hữu khứ là hữu đến như vậy hôm nay với một cái pháp duyên mà chúng tôi cho quý vị quy y với Đức Phật A Di Đà là không phải quy y với thầy Giác Nhàn mà kết duyên hai chữ diệu âm khi vãng sanh Tây phương Cực Lạc là thành diệu âm Như Lai là quy y trực tiếp với Đức Phật A Di Đà có dư không? Không, có trở ngại không? Không, bảo đảm. Cái đây là hòa thượng Tịnh Không làm mà mà hòa thượng nói đây là Đức Phật A Di Đà đã làm rồi, đó là là vãng sanh Tây phương Cực Lạc là là thành tựu một danh hiệu chung chứ không có họ hàng riêng đó là họ chung là cùng một tên đó là diệu âm như lai còn đức phật thích ca mâu ni cho một cái họ chung đó là họ thích nhưng phật thích ca mâu ni biết ở cõi ta bà giàu cho là anh em cùng một họ thích nhưng họ vẫn dịch áo xem lưng chỉ chích che bai chù dập và tăng tê che tăng và ni che ni khủng khiếp luôn họ chơi bai không thể tưởng tượng <laughs> như vậy hôm nay chúng ta hiểu ra được cái pháp duyên mà để chúng ta thành tựu được đó là chúng ta phải kết duyên với pháp môn tịnh độ và kết bồ đề quyến thuộc đó là chúng ta nương theo một vị ân sư còn sống hiện diện mà trên toàn thế giới đều cung kính nể phục ngài đó là lão ân sư tịnh tịnh hạ không ngày đêm nghe đĩa không nên nghe các vị thầy khác vì mỗi môi một ngày một thầy là một con đường hai thầy là hai con đường tuy nhiên quý vị có duyên với chúng tôi xưa nay để quý vị đi vào hòa thượng tịnh không thì quý vị nghe chúng tôi với hòa thượng tịnh không thì không sao vì chúng tôi đã đi cùng một con đường với hòa thượng tịnh không là tụng một bộ kinh vô lượng thọ niệm bốn chữ ami thụ phụ là a di đà phật và đồng một cái nguyện là vãng sanh tây phương cực lạc thì hai như là một không sao cả không phải là chúng tôi buộc quý vị chỉ theo chúng tôi với hòa thượng tịnh không mà đây là cái nhân duyên thù thắng lắm và cái nhân duyên hy hữu lắm chúng ta mới theo được chứ không phải là mình muốn là được đâu vì vậy hôm nay quý vị về đây trong một khung cảnh trời Đà Lạt đức trọng Lâm Đồng mưa gió lạnh lẽo và tối hôm nay nằm dưới đất dưới nền xi măng vẫn về nằm đây chung thành sống chết với tỉnh Thất Quan Âm chung thành sống chết với Đức Phật A Di Đà chung thành sống chết với thầy Giác Nhàn với pháp môn Niệm Phật thì chắc chắn quý vị sẽ được một cái kết quả đó là Đức Phật A Di Đà sẽ ban ân huệ bằng cách đó là mình được tích lũy công đức Phật hiệu vừa niệm. Lúc nãy tích lũy công đức tụng kinh vô lượng thọ, sáng ngày mai tích lũy tụng một bộ kinh vô lượng thọ và nghe những lời thuyết pháp của giáng nhàng và ngày mai tiếp tục nghe giấc nhàn sẽ khai thị 10 giờ sáng giờ ngày 10 giờ 15 phút cho đến 11 giờ 15 phút một tiếng đồng hồ nữa. Và giờ đây hồi nãy giờ quý vị đã nghe một tiếng đồng hồ rồi đời đó, 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Từ lúc 2 rưỡi mà bây giờ đây còn lại 5 phút nữa là bên đó 9 giờ là bên này 4 giờ sáng. Và bên Kali um, là 7 giờ sáng. Thì hôm nay cái pháp duyên mà Giác Nhàn thấy rất thù thắng Mấy lúc trước thì internet cứ trục trặc Hôm nay nói xuyên suốt không trục trặc một chút nào hết Giác Nhàn nhìn vô trang web Thấy quý vị cựa quậy đụng đậy Và không bị rớt mạng Đây là một cái pháp duyên mà một buổi nói chuyện Rất là xuyên suốt và giác nhàn đã nhớ bấm thâu vào rồi và nói về cái nhân duyên thù thắng của cái pháp hội vô lượng thọ tức là cái đạo tràng trên không trung và giờ đây thì đã 9 giờ tối mong quý vị đi nghỉ và quý vị sẽ giữ thanh tịnh trong khung cảnh này sáng ngày mai mình thức dậy một thời công phu tụng hết bộ kinh vô lượng thọ cũng ngồi trên cái ghế này và khi ra ăn sáng xong rồi ai vô trước cũng ngồi trong ghế này quý vị sẽ diễn trình thấy các chú sẽ làm một cái buổi lễ À, tuy rằng không có mặt gián nhàng, nhưng các chú sẽ hát một cái bài không thể thiếu sư phụ. Cái bài này rất là cảm động. Và có một cô Phật tử à, bên Canada, họ nghe được cái tiếng à, của Đạo Tràng Hòa Thượng Tịnh Không đó, cung kính Hòa Thượng và hát bằng tiếng Tàu. Và nhân cái dịp Tết năm 2015 đó, thì à, quý vị đã hát và nhất là chú nhẫn quán đã hát cái bài này rất là cảm xúc và hát với đại tùng lâm trước khi giác nhàn đi giác nhàn nghe cái âm điệu nhạc và cái lời này rất là cảm xúc trầm hùng các chú đã sắp xếp các thầy đã sắp xếp ngày mai à, các thầy các chú thay vì bưng binh, binh một tấm hình của giác nhàn mang vào gọi là ân sư trí trọng khi không có giác nhàn ở tại tịnh thất tuy nhiên giác nhàn muốn các chú lấy luôn cái tấm hình mà đã vẽ rồi đó cũng là cái duyên phật sắp xếp là tấm hình của hòa thượng đứng giác nhàn ngồi ở dưới thấp và bưng từ bên ngoài đi vô hát cái bài hát này Chắc là cái diễn trình ngày mai Quý vị rất là cảm động Khi không có giác nhàng ở tại tỉnh thất Nhưng các thầy các chú sẽ ra một cái diễn trình này Đẹp mắt và rất hay Lạ hơn các du lan đợt trước Và có giác nhàng khai thị tiếp Về tại tỉnh thất Quang Âm Và phổ biến à, trực tiếp à, Âm thanh giác nhàng và hình ảnh à, Từ à, à, Sáng ngày mai 4 giờ sáng là chạy xuyên suốt liên tục còn à, cho đến 12 giờ rưỡi một giờ trưa một giờ chiều mới xong à, và hôm nay với một cái pháp duyên mà giác nhàn à, ít khi nào ngồi nói và nhìn qua màn ảnh mặc một cái pháp duyên không đứng mạng xuyên suốt và cái lời nói của giác nhàn rất là ưng ý và giác nhàn sẽ gửi liền cái file này về để mà làm một cái đĩa để lên trên mạng cho mọi người nghe lại cái lời này và giờ đây đúng theo sự hứa hẹn giác nhàn sẽ quy y đức phật a di đà cho quý vị cho không phải quy y với giác nhàn bỏ thầy cũ và như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục quy y với đức phật a di đà và giờ quy y với đức phật a di đà thì giác nhàn sẽ đọc trước quý vị đọc theo sau ha bây giờ quý vị chắp tay trang nghiêm lên để chúng ta quy y với đức phật a di đà vì thời gian đã hết a xà lê tồn niệm, a lê tổ niệm. Con, đệ tử diệu âm. con đệ tử diệu âm kể từ hôm nay, kể từ hôm nay. Thâm, mạng thâm mạng còn sống cũng như các hương linh các hương linh, linh tha nhi đã qua đời xin quy đức phật a di -đà. đà, lưỡng túc trung tôn, xin quy pháp. pháp, ly dục trung tôn, xin quy tăng, tăng. chư chúng trung tôn. ở cuối đầu sáng một sáng tha xà lê tồn niệm, -lê -tồ -niệm. Con, đệ con đệ tử diệu âm kể từ hôm nay, kể từ hôm nay thân, mạng còn sống. thân mạng còn sống cũng như các hương linh hương linh thai nhi đã qua đời xin quy đức phật a di đà xin Lượng túc, lượng túc chung tôn, xin quy y pháp, xin quy y pháp. Ly, dục ly dục chung tôn, xin quy y tăng, quy y tăng. chư chúng chung tôn, cuối đầu sáng quốc sáng, à a à xà lê tồn niệm, con đệ tử diệu âm. Kể từ, nay, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, mạng còn sống. Cũng, như linh, cũng như các hương linh hương linh thai nhi đã qua đời, đã qua đời. xin quy, đức phật, xin quy đức phật a di đà lượng túc trung tôn xin quy y pháp li dục chung tôn, xin quy tăng. tăng, chư chúng chung tôn và cuối đầu sáng một sáng. Vậy hôm nay chư tôn đức tăng ni quý Phật tử tại tinh Thất Quan Âm và khu chiên tu cũng như trên toàn thế giới. À, được quy y với Đức Phật A Di Đà tức là quay về nương tựa với à, vạn đức hồng danh mang một cái danh hiệu là Diệu Âm do lão ân sư Thượng Tịnh Hà Không đã đề xướng. Đây là một cái nhân duyên phát tâm à, phát nguyện vãng sanh, phát Bồ đề tâm để phát nguyện vãng sanh rất là thù thắng vi diệu. Thì hôm nay thời gian cũng à, đúng 9 giờ à, tối giờ Việt Nam, 4 giờ sáng giờ ở bên à, Hawaii đảo Maui và 7 giờ sáng giờ Cali và 9 giờ sáng giờ ở bên New York. À, giác nhàn rất là rất ghi nhận tấm lòng của quý thầy, quý chú, quý sư cô và quý Phật tử tại tinh thất quan âm và cũng như trên toàn thế giới. Một tiếng rưỡi đồng hồ qua đã hoan hỷ ngồi tại đó và lắng nghe những lời chân thật chia sẻ của giác nhàn. À, những lời nói này phát sức tặng đáy lòng chân thật Để chúng ta kết pháp duyên Qua cái à, lời à, chia sẻ của giác nhàn Qua câu Phật hiệu, qua bộ kinh vô lượng thọ Qua màn hình à, của trang web vô lượng thọ USA Và, và hơn thế nữa là qua cái à, à, Pháp hội vô lượng thọ trên không chung mong quý vị phổ biến cái pháp hội vô lượng thọ trên không chung này đi trên toàn thế giới và mọi người cố gắng lưu tâm giới thiệu cho bạn bè mình mỗi ngày bốn thời vào công phu tu tập chung với cái pháp hội vô lượng thọ này và hộ niệm cho cái pháp hội vô lượng thọ này cho quý vị dành thời gian về tại tỉnh thất quan âm để hộ niệm thì chúng ta không có thời gian mà ngồi tại nhà mở cái điện thoại mở cái laptop có internet hộ niệm cho họ một câu phật hiệu mình đang nhìn về tỉnh thất quan âm thì đó là một cũng là một cái pháp duyên công đức thù thắng vô vô lượng vô biên hàng ngày mình tu chung với tịnh thất quan âm bốn thời là mình tu cho mình tự lợi rồi có cái phòng hộ niệm phổ biến trong nhà của mình mở một cái tivi ra để mình xem và mình vừa hộ niệm cho họ đó là công đức của lợi tha đây là một đạo tràng trên không trung trí thiện viên mãn và chính thức hôm nay ngày dễ du lan đã thông báo phổ biến trên toàn thế giới và đạo tràng trên không trung này và a di đà phật giờ đây mời quý vị chúng ta hồi hướng ha nguyện công đức này hướng về khẩm. vài lời à, gửi đến giác nhàn cũng như là à, cảm niệm à, công đức của chư tôn đức tăng đi một chút xíu ha à, giác nhàn mở ra bên này giác nhàn nghe ha dạ a di đà phật dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật và dạ, hôm nay à, con nhận từ à, được sự chỉ dạy của sư phụ thưa giác nhàn sau một lời à, pháp khai thị của thầy à, con đại diện cho trừ tôn đức tân ni cùng toàn thể đại chúng của tỉnh thất quan âm gửi đến sư phụ những lời uh, tri ân thiết tha thì sư phụ trong thời gian vừa uh, vừa qua uh, đêm nào sư phụ cũng uh, bỏ thời gian để uh, điện về khai thị uh, cho chúng con chỉ dạy cho chúng con những đường hướng tu hành nhắc nhở từng chút uh, từng ly từng tí để cho các cụ cũng như các chú À, lấy những lời khai thị của thầy mà trừ bỏ những tập khí phiền não nghiệp chướng của mình à, trên con đường à, về tây phương cực lạc. À, hôm nay con nhận từ à, cũng như đại chúng tỉnh thắp quan âm xin thành kính à, dâng lên sư phụ những cái à, tâm tình của mình. À, con xin à, à, đứng đây đại diện cho đại chúng cúi đầu à, đảnh lễ sư phụ để tỏ lòng thành kính của mình và A Di Đà Phật. Dạ vừa qua thì uh, sư phụ cũng có những lời khai thị với đại chúng chúng ta đó. Uh, cho nên uh, uh, từ mong uh, đại chúng mình uh, nghe những lời sư phụ khai thị mà nhớ rõ khắc sâu vào trong tâm của mình. Những cái uh, lời huấn thị này tuy uh, thời gian không bằng một lúc trước là một tiếng rưỡi nhưng mà đây thật sự những từ thấy là những cái lời mà xuất phát từ nội tâm cũng như từ những cái uh, sự công phu tu hành của thầy nương uh, theo những cái lời hướng thị của đại đại lão hòa Thượng Đình không mà truyền cho đại chúng chúng ta những cái uh, uh, kinh nghiệm tu hành và những cái lời pháp uh, thấy rất là ý nghĩa uh, vì vậy uh, những từ mong uh, với phật tử nhất là những người lâu lâu mình ở xa bây giờ mình có dịp mình về đây thì mình ráng ghi nhớ và khắc sâu vào trong tâm những cái à, lời hướng thị như thế này để lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của mình ở ngoài đời à, cũng như à, khi à, tiếp xúc với những à, mọi người xung quanh đây thật sự là à, cái phước phước duyên rất là rất là lớn của đại chúng chúng ta khi chúng ta về đúng cái dịp lễ vu lan là một ngày ngày du lan báo hiếu mà tất cả mười phương chư phật đều con hỷ và tất cả những người con nếu mà người con à, có hiếu thì người ta cũng nhớ những lời à, khai thị này để à, nhớ tới những cái thân tình của cha mẹ đã sinh thành nuôi nấng chúng ta cho nên à, tất cả đại chúng những từ nghĩ ở đây hai cũng nhiệt tâm hôn hỷ nếu hoan hỷ và nghe những lời sư phụ của chúng ta về tu hành thì mọi người hãy cho một tràng con tay để thành kính Dạ, như là Phật à, như vậy theo sự chỉ dạy sư phụ thì những từ con chỉ biết nói vậy thôi. À, và sáng mai thì đúng 8 giờ 30 phút, 8 giờ sáng chúng ta tập trung. 8 giờ quý Phật tử không nghỉ tập trung vào chánh điện lớn à, để đại chúng chúng con xem xét ổn định đạo ra và đúng 8 giờ 30 phút thì. À, À, lễ du lan sẽ được uh, tổ chức và như sư phụ lúc lúc nãy khai thị có nói đó, thì uh, 10 giờ 15 sư phụ bắt đầu khai thị uh, để cho đại chúng chúng ta có thêm những cái lời pháp nhũ làm hành trang cho mình tu tập sau này và di giờ là